Anh trai chuẩn bị tập gôn nào. Chào mọi người nhé, mình giới thiệu cho mọi người một chút về phòng tập ở đây nha. Phòng tập ở đây rất là rộng rãi và thoải mái. Đến đây mình cảm giác như một cái nơi được thư giãn và ngồi uống cà phê và xem mọi người tập gôn ở đây rất là sôi động. Mình cũng đi nhiều nơi phòng tập 3D ở trong nhà, nhưng mình thấy ở đây rất là thoải mái, hơn nữa là cái giá cả cũng hợp lý. Chính vì điều đó mình đã lựa chọn cho con đến đây tập. Có rất nhiều thầy dạy gôn đến từ Hàn Quốc, mọi người cũng biết đó, gôn là ở Hàn Quốc rất phổ biến. Chính vì thế có rất nhiều thầy PGA từ Hàn Quốc đến Việt Nam dạy gôn. Mình đã lựa chọn cho bé học gôn của người Hàn Quốc. Mọi người cũng biết người Hàn Quốc thì có một cái dáng suy rất là đẹp, và mình mong sau này em cũng có một dáng suy đẹp như vậy. Và mọi người xem thấy thích thì hãy lựa chọn cho con của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem những chia sẻ của mình. Bắt đầu khởi động nha. Thầy đúng rồi, tập với thầy thôi. Thank you.
Đến đây kết thúc rồi. Hôm nay em tập rất tốt và thầy rất vui. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye 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 bye.